Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Xuân Hồng Digital Sale. Và ngày hôm nay Hồng sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền điện thoại từ ví VNPay, ví của gia đình. Các bạn có thể tìm ở trên App Store hoặc là Shop Play để tải ví VNPay về. Và khi mà các bạn đã tải ví VNPay về thì có rất là nhiều dịch vụ ở trên màn hình chính. Ngoài dịch vụ về nạp tiền điện thoại thì ví VNPay còn có rất là nhiều những cái tiện ích khác. Ví dụ như là đặt vé máy bay, mua hàng ở trên VNShop. Và phần hôm nay mình giới thiệu về phần nạp tiền điện thoại. Các bạn sẽ chọn vào phần nạp tiền điện thoại. Trong cái tính năng này á thì chúng ta có nạp tiền điện thoại là nạp trực tiếp vào số điện thoại các bạn cần. Hoặc là các bạn có thể mua mã thẻ để gửi về cho các bạn một cái mã thẻ các bạn nạp vào điện thoại. Và có rất là nhiều nhà mạng đa dạng thông dụng. Cái thứ ba là các bạn có thể chọn mua data 3G hoặc là 4G. Thì về phần nạp tiền điện thoại thì các bạn khi mà mới vô tính năng á, thì nó sẽ mặc định cái số điện thoại của các bạn ở đây. Và các bạn chọn những cái mệnh giá phù hợp để nạp vào. Hoặc là các bạn có thể nạp tiền điện thoại cho một số điện thoại mà các bạn mong muốn cho người thân, bạn bè. Hoặc là các bạn có thể sử dụng tính năng này để các bạn bán các điện thoại cho khách hàng của mình cũng được luôn. Sau khi mà các bạn nhập số điện thoại thì các bạn có thể chọn mệnh giá ở phía bên dưới. Ngoài ra, nếu các bạn không nhớ số điện thoại thì các bạn có thể truy cập vào danh bạ thụ hưởng hoặc là danh bạ điện thoại liên kết để chúng ta chọn số điện thoại tương ứng. Sau khi chọn số điện thoại xong thì các bạn sẽ chọn mệnh giá mà các bạn cần nạp vào điện thoại của mình. Chúng ta không cần chọn nhà mạng bởi vì là khi mà nhập số điện thoại thì VNPay đã set up nhà mạng cho các bạn rồi. Và các bạn sẽ nhìn lại thông tin giao dịch một lần nữa, và nếu thông tin đã đúng rồi thì các bạn sẽ tiến hành ấn xác nhận để chúng ta tiến hành giao dịch. Thì các bạn sẽ chờ trong một giây lát thì ví điện tử VNPay đã có những cái thông báo cho các bạn là giao dịch đã được nạp vào số điện thoại thành công. Các bạn sẽ nhìn lại cái phần kết quả giao dịch và các bạn có thể lựa chọn là chia sẻ giao dịch này, hoặc là thêm giao dịch mới, hoặc là các bạn lưu danh bạ cái giao dịch này thường xuyên để chúng ta thực hiện cho nó nhanh chóng. Đặc biệt là nếu các bạn nạp dùm cho người khác thì các bạn có thể ấn chia sẻ cái giao dịch này cho họ để họ biết được giao dịch thành công. Ở đây thì Hồng sẽ chọn lưu danh bạ nạp tiền để lần sau mình chọn cái giao dịch này cho nó nhanh. Và mình đã kết thúc cái phần nạp tiền điện thoại. Sau khi mà các bạn đã thực hiện xong giao dịch thì các bạn vào phần thông báo và chúng ta sẽ vào phần giao dịch để kiểm tra lại những cái giao dịch, những cái biến động số dư của ví. Các bạn kiểm tra lại một lần nữa để chúng ta có thể đảm bảo được những cái giao dịch này đúng và hợp lý trong cái phần chi tiêu của các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem được phần biến động số dư. Thì các bạn sẽ qua phần biến động số dư để kiểm tra lại số dư trong ví của mình. Ngoài ra, ví VNPay cũng đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi. Hy vọng những cái chia sẻ này của Hồng sẽ hữu ích. Và nếu như các bạn thích thì đừng quên yêu thích, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hồng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip lần sau.